một nàng thiếu nữ, một đóa hoa hồng tình phơi phới tuổi mới trăng tròn. Cuộc đời hồng nhan cay và đắng môi thì lắm trái ngang. Bao nhiêu trai làng yêu nàng đi theo tim nàng tim vàng, nàng vẫn không màng. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có trăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Đưa các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất? Nó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia, không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia, cũng không phải là khoảng cách từ châu lục này đến châu lục kia, mà nó chính là khoảng cách của một vòng trái đất. Một vòng trái đất, đó cũng chính là khoảng cách ngắn nhất. Vì khi đó hai người đang ngồi cạnh bên nhau, nhưng không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Một vòng trái đất. Vui quá. Cảm ơn. Rồi, con lóc màu đen. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Bay đi mất số rồi vì những người đã...
đang cầm cán trái tim con người Việt Nam. Bằng tình thương, bằng lòng nhân ái, hãy lau khô những giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim người Việt Nam.